Đây là bài 23 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bố thải nán. Mình rất bận. Quá khẩn máng. Mai gặp lại. Mình thiên diện. Hôm nay thứ mấy? Xin thiên xin chi chỉ. Đây là bố em. Chưa是我爸爸。这是我爸爸. Sexy. 什么书? Lâm. Alin. Rất vui được quen biết các bạn. 很高兴认识你们. Tiếng Anh. 英文. 英语. Bạn tên gì? 你叫什么名字? 京东. Trang Tung. Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? Tôi họ Nguyễn. 我姓阮. Người nước nào? 哪国人? Người Việt Nam. 越南人. Người Trung Quốc. 中国人. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ học, học tập. 学习. 学. 学. 习. 习. 学习. 学习. Đây là từ hai âm tiết của từ 学. Học tiếng Trung. 学中文. 学习中文. Học tiếng Anh. 学英文. 学习英文. Học cái gì? 学什么? 学习什么? Bạn không học à? 你不学习吗? 你不学习吗? Từ 学 khi dùng thường phải có tân ngữ, ví dụ 学汉语, 学英语. Còn từ 学习 có thể không. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói tiếng Việt Nam. 越南语. 越. 越. 南. 南. 语. 语. 越南语. 越南语. Học tiếng Việt. 学越南语. 学习越南语. Bạn học tiếng Việt. 你学越南语. 你学习越南语. Trương Đông học tiếng Việt.
Trang Tung xue Yue Nan Yu. Trang Tung xue xí Yue Nan Yu. Thủy Dương không học tiếng Việt. Chuyên Yang bù xuế Yue Nan Yu. Chuyên Yang bù xuế xí Yue Nan Yu. Lâm cũng không học tiếng Việt. A Lin也不学越南语。A Lin 也不学习越南语。Trương Đông, bạn học tiếng Việt. Trang Tông, 你学越南语。Trang Tông, 你学习越南语。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói đúng. Tuổi. Tuổi. Không đúng. Bú tuổi. Bú tuổi. Là mình không đúng. Sì wǒ bú tuổi. Sì wǒ bú tuổi. Là chúng tôi không đúng. Sì wǒmén bú tuổi. Sì wǒmén bú tuổi. Đúng không? Tuổi ma. Tuổi ma. Trương Đông, bạn học tiếng Việt Nam, đúng không? Trang Tung, 你学越南语，对吗？张东，你学习越南语，对吗？Đúng, bạn thì sao? Tuổi, 你呢？对，你呢？Mình học tiếng Trung. 我学汉语。我学习汉语。我学中文。我学习中文。Bài học này đến đây là hết.